Ok, hôm nay sẽ là bài thứ hai và hôm trước thì mình đã hướng dẫn cách cài đặt Python trên Windows cùng với Anaconda dùng để quản lý môi trường. Thì mình đã cài đặt Anaconda trên môi trường Windows này, cài đặt Python này. Bài thứ hai mình sẽ giới thiệu một số cơ bản về Python. Thì nội dung hôm nay sẽ gồm những nội dung như là check Python trên Anaconda này, cài đặt Jupyter này và cơ bản về Python. Ok. Hôm trước thì trên trình quản lý Anaconda Navigator thì mình mở vào cái môi trường được mình đã tạo, mở terminal và bây giờ mình có thể check lại cái Python nó đã cài thành công hay chưa. Ở trên này cái Python này trên trang chủ Python thì nó cũng vào cái tab startup, kéo xuống cái này, người ta sẽ bày cho cách check, người ta sẽ hướng dẫn cho cách check chúng ta đã cài bài tập thành công hay chưa. Đây, verification, verification. Đây, ok, mình sẽ thực hiện. Đầu tiên mình sẽ ok bài tập, mình sẽ import tập. Nếu mình import tập mà không báo lỗi thì khả năng là cài đã thành công. Và để thử thì mình sẽ thử một cái tạo một cái tensor tạo một cái tensor chiều 3 và 5 và in ra tí của x ra. Ok, thế là coi như là bài hôm trước mình đã cài đặt thành công. Đáng lẽ mình kiểm tra từ bài 1 cơ, mà hôm nay mình sửa video dài quá, mình muốn cố gắng tạo một cái video dưới 10 phút để cho các bạn cái theo dõi mình cũng học từ từ thôi. Có một cách nữa, đấy là mình dùng cái trình quản lý này để vào, và các bạn có thể vào cái tạo và chọn cái Anaco, bạn ra thẳng trực tiếp vào đây. Thì ở đây là mình sẽ vào cái bay bay environment và để check xem thử hiện tại trong cái máy của mình có những cái môi trường nào. Thì mình dùng câu lệnh là conda info environment thì hiện tại có những cái này, có 6 cái môi trường mình đã tạo đây. Thì bạn có thể là tiếp cái môi trường hôm trước mình tạo đây là Python Environment. Ok, đấy thì cũng giống như lúc này mình mở terminal trên Navigator thì bây giờ hiện như thế này. Lần nữa thì mình sẽ dịch lại. Import. Dot. Ok, nó đã thành công. Bây giờ mình sẽ cài cái Jupyter. Để cài Jupyter thì các bạn vào đây, sau cái trang này Jupyter
các bạn sẽ thấy có một số cái cài đây, cài bằng con đa, cài bằng pip đấy. Thì đây bạn sẽ copy cái này vào cái terminal đấy, enter như bình thường mà mình đã cài, bây giờ mình sẽ đọc luôn. Ok, sau khi thành công Jupyter Notebook, mình sẽ vào sẽ vào cái thư mục mình tạo được cho cái series này là trong cái ô ta vào đây. Sẽ ở dù đấy cái dù Peter nó sẽ mở lên và mình sẽ mở vào cái này. Bạn có thể tạo một cái mới, mình sẽ tạo một cái mới đi, đây là Python. Mình sẽ tạo một cái new các bạn có thể chỉnh lại tên này, cái này sẽ là PyTorch02 nên ok PyTorch02 và bây giờ mình sẽ thử tiếp lại nhé. Python version đây, bạn lưu ý là trên cái Jupyter này mình tạo lên này bạn thêm video thắng phía trước ai dấu ai dấu chấm than, nó không có nó không chạy đâu, đây nó sẽ báo lỗi. Đấy trên cái Jupyter đây để cho nhanh, để cái skill để chạy bạn có thể chạy thế này đấy, hoặc là bạn có thể dùng hoặc là Ctrl cộng với Enter là nó sẽ chạy. Và để chạy và mở thêm một cái cell mới, để nó chạy. Còn để chạy để mở thêm xe mới thì cái này là chỉ là on đi run này, còn mà run and insert new cell thì bạn dùng hot keyboard là à cộng với Enter. Ok, cái này nó sẽ tương đương khi bạn kịch ra đấy. Đấy mình sẽ để lên tay này nhé và thử lại này, à là Enter đây, nó vừa chạy và vừa mở một cái cell mới để bạn tiếp tục. Và mình sẽ thử lại với ok, bây giờ sẽ làm import dot chạy. Sao thế nhỉ, mình sẽ dùng con lệnh này để liệt ra các cái thư viện trong cái môi trường này.
Đã cài, ok. Tắt. À. Vì sao đây không mở được bọn nè? Ok, thế để mình sẽ chạy lại cái install Jupyter. Cái là cái hiệu cơ này. Đấy, môi trường đăng tải cái dụng cụ cơ. Con đa. Lâu nhỉ, trong quá trình chưa nó cài đặt gì, xem cái trang chủ bài tập đi, đấy nó sẽ có những cái tạo hướng dẫn documentation này, tập bài tốt này, đấy thì bạn có thể API tập API tập trong neural net của mình, tập trong tensor này, cách tạo ra những cái tensor này, kiểu dữ liệu này, vai này. Rất là nhiều và rất là cụ thể. Mình sẽ học từ 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 cái syntax một, từ cái cú pháp một, sử dụng các cái API cung cấp bởi cái framework ok get. Khả năng lúc nãy mình chạy cái Jupyter này là Jupyter của thứ bảy hay sao ấy, có lỗi, mình sẽ thử lại Jupyter. Bạn có thể chạy cả đấy, chim vào được ok đấy. Đấy, ok. Thế còn như là mình chắc là lúc này nó mình bị thiếu mất một số thư viện support cho cái Jupyter, hay là mình import cái
ở đây nó bảo lỗi, không có sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ đây cái bài tập một này có mình đã tạo sẵn những cái đã chạy trước đây rồi. Mình sẽ thực hiện lại. Thì bài toán nó cũng giống như nó phát triển dựa trên cái kiểu cách hoạt động giống như NumPy. Đấy. Nhưng thằng này thì nó có những cái tối ưu hơn để chạy trên GPU dựa trên tensor. Tất nhiên là trong đó nó cũng support một số hàm để chuyển đổi qua lại giữa array trên cái NumPy với cái tensor trên Python. Ok, mình sẽ đi từng cái ví dụ cụ thể này. Import đi đã, import mới chạy được cái tiếp theo. Ví dụ code empty sẽ tạo ra một cái tensor có 5 hàng và code. Cái này cùng tensor với cả cái số ngẫu nhiên từ 0 đến 1 và in ra zero kiểu dữ liệu là kiểu long. Thì bạn có thể check lại dữ liệu bằng cái đấy. Là kiểu long á, integer 64. Bạn có thể integer và 2 đấy. Hoặc là kiểu float. Vậy sau ví dụ thế. Cần thì không cần. Xéo này cả. Xéo nó nhỉ. Data type tạo về còn top chấm zero thì nó giống như kiểu NumPy chấm zero sẽ tạo ra một cái mã, một cái tensor. Thực tế tensor này nó là kiểu một version phát triển kiểu mặt trận nhiều chiều. Năm hàng ba cột, chạy lại năm hàng ba cột. Là mình sẽ đấy.
Nói kiểu để ngày kiểu khai báo đến nay thì bạn có thể dùng cú pháp tensor nắm hàng mã cụt như thế này. Cái giá trị này nên vô cùng nhỏ đấy. Mình sẽ tìm hiểu cụ thể sau sau khi sau này. Đấy, bây giờ mình chỉ tìm hiểu những cú pháp cơ bản như tạo mã trận 1, toán số 1, toán số 0, toán giá trị 1, toán giá trị 0 như thế này để hình dung cái hoạt động của cái thằng dot. Đấy, không. Đây, tạo một cái random line. Bạn có thể cụ thể hơn ý nghĩa random line là thế nào. Đấy. Random line này. Thì input này, kiểu data này, layout này, device này, require này. Mình, những cái này thì mình sẽ tìm hiểu sau này. Cái này là kiểu để có tính, tại vì trong cái thằng tốt đấy nó cũng giống như thằng TensorFlow, nó support kiểu từ tính gradient ấy, từ tính vi phân ấy. Nên là trong quá trình, cái này em sẽ phục vụ trong quá trình bạn lập trình deep learning, các cái model deep learning và các cái forward hay backward để tính gradient của cái road trên cho từng sự thay đổi của input đầu vào đấy để quá trình training model. Thì bạn sẽ yêu cầu phải tính gradient và cái này là cái biến là mình có tính hay không, yêu cầu tính hay không. Cái memory thì mình chưa rõ lắm, mình sẽ tìm hiểu sau. Mình sẽ hàm cơ bản nó chỉ có input và data type đấy, thì nó sẽ trả về một cái tensor với cái same size này, cái input đây đấy, và nó sẽ được lấp đầy với những cái con số ngẫu nhiên theo cái phân phối chuẩn đấy, à theo phân phối chuẩn, tức là min phân phối chuẩn là min là zero và đồ đạc chuẩn là một. Ok, mình hiểu. Cụ thể đây, input là gì, data type là gì, layout là gì, device là gì. Device này là cái tham số để truyền vào xem thử nó sẽ thực hiện tính toán, tức là kiểu mình tạo cái tensor nó ở trên CPU hay GPU để tính toán đấy. Ok, đây là một số pháp cơ bản chạy đến Jupyter để test cái tính cái toán. Bây giờ bạn là giống năm bài. Mình sẽ dừng ở đây, mình sẽ tiếp tục cái video các cái cơ bản tiếp theo. Video này mình nói quá dài này. Ok, xin chào các bạn.